Từ vụ nổ này có thể thấy, kinh doanh tái chế phế liệu là ngành nghề kiếm sống khá phổ biến của một lượng lớn người lao động hiện nay, nhưng lại như một quả bom nổ chậm, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngay giữa lòng của thủ đô Hà Nội cũng đang tồn tại hàng chục cơ sở như thế này. Ngày 28 tháng 5 năm 2015, một quả bom phát nổ tại xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang khiến ông Lê Văn Minh, 52 tuổi, quê ở Bến Cát, huyện Bình Dương bị tử vong tại chỗ. Ông Minh vốn là người chuyên làm nghề giả sắt thép bán phế liệu. Sau thời gian thu gom thì sáng ngày 28 tháng 5 năm 2015, ông Minh đem số phế liệu ra phân loại và cưa quả bom thì xảy ra tai nạn. Vụ nổ còn khiến cho chị Nguyễn Thị Châu Phú, 27 tuổi, ngụ ở xã Mỹ Lợi B, đang đứng nấu cơm cách hiện trường khoảng 3 mét cũng bị thương nặng. Ngày 19 tháng 3 năm 2016, tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, đã xảy ra một vụ nổ kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 4 người và khiến khoảng 10 người khác bị thương. Theo các nhân chứng trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, họ thấy anh Phạm Văn Cường, sinh năm 1975, làm nghề thu mua phế liệu, ngồi ở trước cửa nhà dùng đèn khò, cắt vỏ quả bom nặng khoảng 100kg. Sau tiếng nổ lớn, anh Cường tử vong, mảng thi thể rải rác nhiều nơi. Nhiều người đi qua đường vì chịu áp lực quá lớn của vụ nổ cũng đã thiệt mạng. Ngày 14 tháng 5 năm 2016, một vụ nổ rất lớn đã xảy ra ở khu vực Thác Cỏ, ven sông Ba thuộc buôn Mạ Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Hai thanh niên là Kasroi Ven, 24 tuổi và Kasroi Thắng, 22 tuổi, cùng ngụ ở buôn Mạ Vôi tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Còn Ca Pái Long, 16 tuổi, ngụ cùng địa phương, đầy thương tích trên người và cũng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Các cơ quan chức năng xác nhận đây là một vụ nổ bom. Ngày 18 tháng 8 năm 2017, xảy ra vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Tà Lương, Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa, khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do người dân cưa quả đạn pháo 105 ly, lấy sắt bán đồng gạo.